Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, năm 1947, trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên cần phải có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng thì việc gì cũng không làm nên." Theo bác, tính đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên biểu hiện bởi luôn đặt lợi ích của đảng, của dân tộc lên trên hết, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là đấu tranh cho quyền và lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đó là mục đích, đồng thời cũng là lợi ích của Đảng. Do vậy, mọi suy nghĩ, hành động của đảng viên phải thấu suốt và phục vụ cho mục đích, lợi ích tối cao đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, mỗi người trong Đảng phải hiểu rằng lợi ích của cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của Đảng, phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, lên trước hết. Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Đó là nguyên tắc cao nhất của Đảng, đó là tính Đảng. Tính Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện trước tiên ở lời nói, song biểu hiện tập trung, tin cậy nhất ở hành động. Theo bác, trong công việc muốn đạt kết quả tốt, mỗi cán bộ, đảng viên cần điều tra tình hình thực tế, nắm bắt nguyện vọng của quần chúng, sau đó phải quyết tâm thực hiện một cách kiên quyết, triệt để. Bác chỉ rõ, đảng có hiểu rõ tình hình thì đặt chính sách mới đúng, mà muốn đảng hiểu rõ thì đảng viên và cán bộ phải điều tra và báo cáo rõ ràng tình hình từng xã, từng huyện, từng tỉnh, từng khu. Nếu không biết rõ tình hình mà đặt chính sách thì kết quả là nồi vuông úp vung tròn, không ăn khớp gì hết. Sinh thời, bác luôn căn dặn cán bộ đảng viên phải ra sức học tập lý luận và thực hành. Lý luận và thực hành phải nhất trí, phải đi đôi với nhau. Theo bác, lý luận có vai trò hết sức to lớn đối với thực tiễn. Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi. Tuy nhiên, bác cũng luôn nhắc nhở rằng, có lý luận rồi thì phải kết hợp chặt chẽ với kinh nghiệm thực tế, liên hệ với thực tiễn. Nếu không, mắc bệnh lý luận suông, tức bệnh giáo điều. Bác khẳng định, lý luận cũng như cái tên hoặc viên đạn, thực hành cũng như cái đích để bắn. Có tên mà không bắn hoặc bắn lung tung cũng như không có tên. Không chỉ vạch ra những biểu hiện của tính đảng, bác còn chỉ rõ những căn bệnh mà mỗi cán bộ đảng viên mắc phải do kém tính đảng như ba hoa, chủ quan, địa phương, hình thức, ham danh vị, ích kỷ, thiếu kỷ luật, hủ hóa, xa quần chúng. Để chữa những căn bệnh do kém tính đảng gây ra, bác chỉ rõ, chúng ta phải giáo diết dùng phê bình và tự phê bình để giúp nhau chữa cho hết những bệnh ấy. Có như thế, đảng mới chóng phát triển. Phải tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu lý luận, nhất là chủ nghĩa Mác Lênin. Bác chỉ rõ, có học tập lý luận Mác Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm được tốt công tác đảng giao phó cho mình. Phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng. Công tác kiểm tra giám sát có vai trò quan trọng trong việc giữ vững và nâng cao tính đảng cho mỗi cán bộ, đảng viên. Bác khẳng định, muốn biết ai ra sức làm, ai làm cho qua chuyện, chỉ có một cách là khéo kiểm soát. Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm cũng lòi ra hết. Hơn nữa, kiểm tra khéo, về sau nhất định, khuyết điểm sẽ bớt đi. Tăng cường rèn luyện tính đảng cho cán bộ đảng viên là trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Việc rèn luyện tính đảng cho cán bộ đảng viên hiện nay cần phải gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết trung ương, đặc biệt là nghị quyết trung ương 4 khóa 11, 12, 13, kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.